Hello, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloe Nguyễn USA. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ý nghĩa xe đưa đón màu vàng dành cho các em học sinh bên Mỹ như thế nào nhé. Bắt đầu video thôi, let's go. Để mình đóng cửa rồi sau đó mình dẫn các bạn đi đón em mình nha. Rồi các bạn có thể xem được cái xe bus ở bên Mỹ như thế nào ha. Ok. Đây là cái khu mình sống này các bạn. Không có những nhà thì mình có thể chia sẻ với các bạn là có những nhà xe buýt đưa đón ở bên Mỹ dành cho các em học sinh á, thì họ sẽ đậu trước cửa nhà hoặc là họ sẽ đậu ở một cái con mỗi góc con đường nào đó để thả học sinh nha các bạn. Ok. Thường là họ sẽ thả trước cửa nhà đây hoặc là cửa nhà đây, nhưng mà do mình ở chung cư ấy, nên họ sẽ thả mình ở góc đường ha. Ok, để mình đi nè. Đây là cái có những cái video á thì mình đã từng quay cái cảnh này với các bạn xem rồi ha. Các bạn thấy bạn nào theo dõi kênh mình lâu rồi á thì các bạn cũng sẽ thấy là cái cảnh này rất là quen thuộc luôn. Đây là cái cảnh khu mình sống này các bạn. Nhà nào á thường sẽ đưa rước ở bên Mỹ á là dành cho các em học sinh từ mầm non, không phải mầm non, lớp lá, chuẩn bị lên lớp 1 á cho đến lớp 12 lận nha các bạn. Hồi xưa em mình ở cái chung cư kia thì họ có xe đưa rước, nhưng mà nếu mà bạn nào á mà ở bên Mỹ mà học trái tuyến, cho con mình học trái tuyến hay là em mình học trái tuyến á thì sẽ có khả năng là các bạn phải đưa đón những em học sinh đó nha. Còn em mình á là cùng cái chỗ mà xe bus của trường á, xe buýt của trường á, nên không có cần đúng tuyến nữa, cùng một phần đúng tuyến nữa thì không cần phải đưa đón ha. Cái thứ hai nữa là trường em mình cũng xa nên các bạn thấy rồi đó, mấy em nhỏ nhỏ nè. Các bạn thấy không đó, cái em học sinh lớp nhỏ đó, thấy không? Đó là những cái em học sinh lớp nhỏ mà đi xe buýt đó các bạn. Đó. Nãy mình im lặng một chút bởi vì mình không muốn mọi người biết là mình làm video á để họ tự nhiên, các bạn hiểu không? Thường xe bus thì sẽ đậu ở một góc đường hoặc là ở trước cổng nhà. Nếu bạn nào có nhà riêng á thì họ sẽ đậu trước nhà hoặc một cái góc đường nào đó để các em học sinh có thể tập trung ha. Đây là công viên gần nhà mình nè, đó. Xe buýt của em mình á, hồi sáng á, thì nó đậu ở đối diện bên kia đường này các bạn thấy không? Đó. Ở đậu giữa góc đường, mình nói góc đường là sao, là giữa hai con đường hoặc là giữa ba con đường khác nhau nha. Ví dụ như là xe bus của em mình thì thường đứng đây thì cái góc đường á sẽ là Academy Street nè. Với Smith Circle là ở đằng kia, ở đèn xanh đỏ đằng kia này kia các bạn. Đó.
đường bên Mỹ mà đợi xe buýt vắng hoe ha. Mình đến sớm hơn một xíu, mình không biết là em mình có được thả sớm hay thả trễ. Nên mình tiện thể mình quay video cho các bạn xem, nói tóm tắt về ý nghĩa xe buýt ở bên Mỹ. AM và PM stop time là cái thời gian mà người ta sẽ thả con các bạn, hoặc đây là cái thời giới của em mình. Và bên cạnh đó sẽ là thời gian là khoảng buổi sáng hoặc là buổi chiều. AM là buổi sáng và PM vào buổi chiều. Stop là cái trạm để xe buýt dừng đó các bạn. Thì sẽ có tên đường và AM và PM có cái mã của xe bus. Cái tên mà in trên xe bus là N166 là buổi sáng là của em mình, và G1048 là buổi chiều là xe bus sẽ thả em mình tại cái góc đường mình đã chỉ cho các bạn rồi đó. Đây, cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì mình like, share, comment dưới video này để mình thêm, có thêm nhiều động lực chia sẻ video hữu ích hơn nhé. À, đừng nhấn vào cái chuông để các bạn có thể nhận cái video mới nhất và sớm nhất và coi, ủng hộ mình nha. Bye bye. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be